Cháu xin chụp cái cổ của cháu Đợt trước là cô Thắm xem gửi so sánh lên nhé. nhóm kia là có cái cục to Cục lắm. to lắm à? To lắm. To Thế là lắm. dùng sau bao nhiêu hộp thì hộp thì Nên mất này mấy bây nghìn giờ rồi như là này? còn chưa dùng nửa hộp, còn chưa hết một nửa hộp. Không, nhưng mà còn nhỏ xong nó mới phát triển ấy thì trẻ con nó nó nhanh nhanh hơn hơn, mà. trẻ con Nó nó nhanh nhanh mà. hơn. Thế là cái u này to bằng quả này không? Ủa, có nhiều con lắm, còn là có nhiều con xong nó có một dài dài này. Xong nó quanh này á, xong nó lên to tướng này. À lại thế bọn. Thế đi bác sĩ bác sĩ bảo như nào? Đâu, đi khám bác sĩ mình cho giấy của bà xuống, bà bảo lấy cái giấy bệnh viện xuống để mổ đây. Xong bà mới vào nhà, nhà này. Gì đừng có đi mổ, gì đừng có đi mổ. Thế xong lại đưa vào một cái ông nữa, cái ông kia ốm nha. Thế cô mới bảo là cái ông kia ốm này xong quả chị Thắm này đưa vào, thế ông kia này bảo này ơi bây giờ ông mệt lắm. Nếu mà ông không mệt thì ông sẽ chữa cho cháu khỏi ngay. Thế thế là Thắm này định tặng cho ông này một cái lọ. Nhưng mà cái ông này nó có lý sự nhiều lắm. Vâng. Xong rồi thế là thôi, về nhà mình xong rồi bảo là ôi thế xuống lặng xong rồi bây giờ làm là con nói đi, to lên một tí ạ, quay bảo, đi lặng xuống Lạng Sơn rồi bảo là đi tách mổ. Thắm bảo thôi thôi thôi, dì cầm cái lọ này về bôi cho cháu. Thế là về nhà cũng mới bôi hết nửa hộp đã thấy khỏi rồi, không có rồi. Vâng, thế còn cô ạ, cô dùng cái phép bác này để xử lý cái gì ạ? Cô dùng cái phép bác này để xử lý gì ạ? Kẹ cái đốt sống, thoái hóa đốt sống cổ. Thoái hóa đốt sống cổ. Đấy, nó chèn xuống dây thần kinh bên, chân bên trái. Có nghĩa là nó sẽ gây tê. Đấy, tê chân tay. Vâng. Xong rồi là cái huyết áp vâng không tăng nữa. À. Dùng cái phép bác ba này không tăng huyết áp nữa. Vâng. Bây giờ là huyết áp ổn định. Ổn định. Còn chân tay còn tê nhiều không ạ? Chân tay ít rồi. Kiểu mình lâu rồi cho nên là bây giờ mình phải dần dần nó mới được. Đúng đúng rồi, đúng nó không bao giờ khỏi được ngay đâu. Vâng, cái mà đã già rồi. 66 tuổi cháu bảo thoái hóa về xương khớp thì nó lâu đấy. Đấy, có nghĩa là mình dùng thì nó để duy trì nó không tê nhiều nữa. Đó, trong của mình đỡ hẳn luôn. Vâng. Thế là bây giờ mình sáng tác thôi. Vâng. Đấy, sáng tác này cho mọi người cùng xem, nghe, vâng. Cùng nghe ở đây mọi người cùng thật là ý nghĩa cô nhỉ, để lan tỏa cái cao thảo dược này. Đấy. Ôi đấy. Giỏi quá. Có tự nghĩ là bây giờ mình thấy đỡ hay để cho mọi người ôi, biết hôm nay mình em còn không dùng đi chứ. Chị ơi. Nhưng mà hôm qua em vừa đặt á.